Kính thưa quý khán giả, áo dài thường được các chị em phụ nữ lựa chọn mặc vào những dịp quan trọng bởi vì áo dài không chỉ tôn lên được những nét đẹp về hình thể mà bên cạnh đó còn tôn lên được vẻ đẹp về tâm hồn. Trong tiết mục Nghệ thuật và Cuộc sống kỳ này, chúng tôi sẽ được chia sẻ đến quý vị những mẫu áo dài ấn tượng dành cho phụ nữ trong độ tuổi trung niên. Áo dài trung niên có một cái sự yêu cầu hợp tác cực kỳ cao, tại Hùng nghĩ là như vậy. Tại vì ngoài cái yếu tố họ cần một cái sự đứng đắn, sang trọng và tinh tế thì họ lại cần một cái gì đó nó cao cấp hơn một chút, là mà Hùng tạm gọi là thử thách. Đó là họ đòi hỏi cái sự trẻ trung nhưng mà trong một cái giới hạn mà cho phép, cũng giống như là những cái sự tỉ mỉ và những cái sự đầu tư để thể hiện đẳng cấp. Nhu cầu mặc áo dài đẹp của tuổi trung niên rất lớn. Thiết kế áo dài cho độ tuổi này cũng nhiều áp lực. Bởi phụ nữ độ tuổi này thành đạt, tự tin, họ có những yêu cầu riêng. Nhà thiết kế phải am hiểu kỹ thuật, form dáng áo. Ngoài ra còn tư vấn, tạo sự tin tưởng, khắc phục các khuyết điểm của chị em phụ nữ. Đối tượng chính của Hùng là khách hàng là áo dài là trung niên. Cho nên rằng là cái khát khao lớn nhất của Hùng, Hùng muốn trong cái tà áo đó có một cái sự tinh tế. Sự tinh tế đó là không phải chỉ đẹp đơn thuần mà nó áo dài đó có nội dung. Cái bộ áo dài đó có nội dung, nó thể hiện được là khi người ta nhìn thấy cái áo đó và người ta biết rằng là cái thông điệp đó của người phụ nữ đó, họ muốn thể hiện điều gì và họ là ai trong cuộc sống này và họ có những gì mình nhìn được, mình thể hiện được, cộng với cái cốt cách lâu đời, với cách sống của họ, thì những cái bước đi họ sẽ làm duyên hơn cái tà áo dài, họ làm sang trọng hơn, họ làm đẳng cấp hơn. Và chính cái sự tinh tế đó làm cho một cái bước khiêm nhường nhưng mà để cho họ đạt được những cái vị trí mà không phải dễ gì ai đạt làm được. Nếu các bạn trẻ thì có nhiều sự lựa chọn khác nhau, thì người phụ nữ trung niên thường thường gắn mình với tà áo dài. Theo như Hùng nghĩ và nhau như những cái gì họ tâm sự lại thì Hùng biết rằng là họ muốn thể hiện cái sự nghiêm túc, sự đứng đắn, cũng giống như là 1000 lời nói không bằng một hành động, là họ thể hiện cái tinh thần mà yêu đất nước, yêu con người và yêu văn hóa mặc của người Việt Nam nói riêng. Và để đó là một cái cách mà dạy con, để con để biết đi rồi để trở về với chính cái mái nhà của họ, với chính đất nước và con người và nơi cái thành phố nơi nó sinh ra và lớn lên, hoặc như là gắn với kỷ niệm mà các con tạm gọi đó là quê hương. Và bản thân Hùng là một đứa trẻ lớn lên từ tình yêu áo dài của mẹ mỗi ngày. Và đến ngày hôm nay thì Hùng có thể tự tin Hùng nói rằng là chính cái tà áo của mẹ mỗi ngày đến công sở là đã là cho Hùng một cái tiên quyết để khi Hùng chọn áo dài gắn kết. Và Hùng nghĩ rằng hơn 20 năm gắn kết với áo dài thì Hùng không có sự thay đổi. Và Hùng đó là một quyết định đúng đắn. Và cái quyết định đó cũng chính xuất phát từ cái tà áo mỗi ngày của mẹ đến công sở. Nếu một cái áo dài của các bạn trẻ thì nó không qua nhiều công đoạn lắm. Nhưng mà với cái áo dài của người trung niên thì thường thường là đầu tiên thì Hùng phải chọn một cái chất liệu cho phù hợp. Tại vì tùy theo vóc dáng, tùy theo những cái hiện trạng của họ, mình sẽ chọn một chất liệu và màu sắc, cũng như sau đó thì mình mới may lên thành cái áo. Từ cái áo đó thì mình sẽ ướm lên trên con mannequin hoặc là mình ướm lên trên người mẫu để mà mình có thể mình đặt vô đó, chỗ đó vị trí là hoa, chỗ này lá, chỗ kia hoặc là những hình lập thể hay cái những cái nét đá cườm hoặc là những cái nét ren hoặc là những cái họa tiết trang trí để làm sao cho nó thật sự là phù hợp nhất với vóc dáng, cũng giống như màu da rồi cốt cách, cũng giống như và người một trong những yếu tố mà người trung niên họ yêu cầu cao đó là những cái phụ kiện đi kèm, có thể là bóp nè, túi xách nè, trang sức, dây đeo, kể cả đôi khi cả đôi giày nữa. Có những người cầu toàn thì họ muốn là tụi Hùng chuẩn bị cho họ cả đôi giày luôn. Áo dài tuổi trung niên chất liệu thường co giãn, phù hợp độ tuổi. Nhà thiết kế còn vẽ hoa lên thân áo, thêu tay, thêu máy, đính đá, kết cườm. Người thiết kế liên tục tạo ra các ý tưởng mới để chiếc áo thêm đẹp, thêm hài hòa.
họa tiết của người trung niên thì nó đa dạng hơn những cô gái trẻ đó. Họ có những cái am hiểu tối thiểu về tất cả mọi thứ, để họ muốn làm sao mà cái sự kiện toàn đó, trong những cái sự hiểu biết đó, họ sẽ được thể hiện qua một chiếc áo khi họ đi dự. Họ sẽ không quá nổi bật, nhưng mà họ sẽ không bị lẫn vào đám đông. Khác với những cô gái mà còn trẻ, của lứa tuổi 18-25 ví dụ vậy, thì những người phụ nữ trung niên thì cơ thể họ không được săn chắc lắm, cho nên những cái chất liệu mà như quá thun, co giãn hoặc quá mỏng thì nó sẽ làm cho nó không che đi được khuyết điểm, mà đôi khi nó lại là xô ra những cái ưu điểm không cần thiết. Thì những chất liệu nó tương đối dày, hoặc là những cái chất liệu hai lớp được kết hợp với nhau để với kỹ thuật may làm sao cho nó êm, để cho tạo cho nên một cái bề mặt của cái áo nó phẳng và mịn đó. Sau đó thì chú trọng nhiều vô những cái họa tiết để làm nổi bật, cũng giống như làm che đi những cái khuyết điểm không cần thiết. Đối với Hùng, một chiếc áo mà hội tụ những nét đẹp của người trung niên thì có nghĩa rằng là, đối với Hùng thì Hùng nghĩ rằng đó là, thứ nhất là có một chất liệu đẹp và tinh tế, màu sắc phù hợp với lứa tuổi nhưng mà có thể trẻ hóa được một đôi chút, cũng giống như những cái họa tiết trang trí nó phải thực sự tinh tế, cũng giống như những phụ kiện đi kèm nó thể hiện một cái đẳng cấp của người mặc. Cho nên rằng là những người trung niên họ rất kén và rất khó khăn trong cái sự chọn lựa. Những năm gần đây, áo dài cho tuổi trung niên không bị đóng khung với kiểu dáng của áo dài truyền thống. Với người có vóc dáng thon thả, vẫn có thể mặc áo cổ rộng, họa tiết, màu sắc đa dạng. Nếu hồi xưa thì chỉ đơn giản là cái người phụ nữ trung niên họ chỉ phá cách nhất là họ chỉ dám mặc những cái áo cổ thuyền thôi. Những cái áo với áo dài cổ thuyền thôi. Là họ đã cảm thấy rằng là tới đó là họ không dám đi tiếp nữa. Nhưng mà với thời gian gần đây, vài năm gần lại đây thì thứ nhất là Hùng nghĩ là cởi mở trong lối sống, cũng giống như tinh thần tự do trong cách thể hiện á, thì họ sẽ mặc áo cổ rộng nhiều hơn. Họ bỏ bớt những cái áo tay ráp lăng để làm trẻ hóa bởi những áo tay ráp, hoặc áo tay phùng, hoặc những cái cổ vuông, cổ tim, hay là những cái kiểu áo của chiếc áo dạ hội được gửi gắm vào chiếc áo dài. Đó thì rất là nhiều cái sự phá cách khác nhau, đôi khi thì tà ngắn, đôi khi thì tà dài, đôi khi thì những cái tà hẹp, tà nhỏ, hoặc là những, nói chung là đủ dạng, và có những cái tà được ráp nối với nhau, hoặc là những cái tà được làm từng tầng với nhau để làm mềm mại cho bước chân đi. Đem nguyên một mẫu thiết kế nào đó lên up lên một con người nào đó thì nó là một chuyện không khó, nhưng mà để cái mẫu thiết kế đó mình có thể chuyển hóa nó, hoặc mình linh động để làm sao cái áo đó nó vẫn mang hơi thở, mang phong thái, mang tinh thần của nhà thiết kế, nhưng mà vẫn thể hiện được cái cốt cách của người mặc. Đối với người phụ nữ trung niên, áo dài là trang phục được lựa chọn hàng đầu. Các kiểu áo thiết kế tinh tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Ứng dụng nhiều trong cuộc sống, trong các buổi giao lưu văn hóa, dịp lễ Tết, hội họp, cưới hỏi, phụ nữ đều sử dụng áo dài. Đối với những người mập thì ngoài những dáng áo truyền thống với những cái màu sắc phải tối để che đậy, thì bây giờ nó có những cái áo dài dạng suông mà bằng những lớp, nhiều lớp von khác nhau, hoặc là nhiều cái điểm nhấn phá cách để làm tạo cho cái áo nó một cái sự thời trang trong đó, là nó xóa bỏ đi cái áo dài là phải ôm sát thân người. Tại vì làm như vậy thì Hùng nghĩ rằng đó là một cái bước khó để cho những người mập tiếp cận với áo dài. Tại Hùng muốn làm đa dạng hóa cái áo dài, ai cũng có thể mặc áo dài và ai cũng có thể yêu áo dài như yêu quê hương của mình vậy. Thì là những cái áo dài dáng suông và những cái chất liệu mềm mỏng rũ đó, và những cái tông màu thì Hùng nghĩ rằng bây giờ không nhất thiết phải mặc tông màu đậm thì mới ốm. Mặc áo dài á thì theo cái lứa tuổi
tuổi đôi mươi thì có những cái bộ áo dài màu trắng tinh khôi. Khi tuổi trung niên á, như tuổi của Nhung á, thì thường thì chọn những cái áo dài hơi có những cái màu nó đậm sắc hơn, kiểu dáng hơi hợp với lứa tuổi của mình hơn. Thì Nhung nghĩ cái áo dài của Việt Nam là một cái truyền thống lâu đời rồi. Tùy theo từng cái lứa tuổi, lứa tuổi nhỏ thì mặc theo những cái kiểu dáng màu sắc nó tươi trẻ hơn, còn những cái lứa tuổi từ 30 tới 40 trở lên thì cái màu sắc nó sẽ đậm hơn và kiểu dáng như Nhung đây. Đây là một Nhung đại diện cho một lứa tuổi trung niên, một bộ áo dài rất là đẹp và rất là hợp dáng. Cái màu sắc nó cũng tôn thêm cái vẻ sang trọng cho cái lứa tuổi của Như Nhung. Khi mà mình đi một sự kiện, đi dự một cái chương trình nào đó mà mình chọn một cái bộ áo dài mà nó hợp với lứa tuổi thì tất nhiên là cái tự tin của mình nó sẽ nhiều hơn. Hoa nghĩ rằng là ở cái độ tuổi của mình á, thì rất thường xuyên cái phụ nữ ở lứa tuổi trung niên thì thường hay đi dự các sự kiện, rất hay dùng dự các buổi tiệc, thì cái việc chọn cho mình một cái bộ áo đầm hay là một áo dài cũng sẽ là một cái sự lựa chọn của chị em. Và đối với áo dài thì thường thì mọi người cứ nghĩ là trung niên thì sẽ phải mặc kín cổng cao tường màu đen, màu xanh, những cái màu tối rồi thêu rồi kết hạt, nói chung là nhìn rất là chững. Nhưng mà Hoa nghĩ là bây giờ thì chị em phụ nữ họ sẽ thích những cái kiểu phá cách, ví dụ như cái áo Hoa đang mặc này, có thể là một cái cổ hở, đôi khi mặc với cái quần nó hơi xòe ra một chút, nó giống như là một cái đầm dạ hội ấy. Mình mặc này đôi khi nhìn thoáng qua người ta tưởng mình giống như mình đang mặc cái đầm dạ hội, nhưng mà thực ra nó là một cái áo dài, nó vừa kín đáo và nó cũng vừa quyến rũ, nó rất là đẹp, phá cách với những cái vải chất liệu nó có thể co giãn khác nhau, nó tạo nên một cái sự tự tin cho chị em phụ nữ ở cái độ tuổi trung niên. Hoa nghĩ là rất là may mắn khi mình sống ở trong một cái giai đoạn mà bùng nổ các cái mẫu thiết kế của các nhà thiết kế, họ sáng tạo liên tục để cho ra đời rất nhiều những kiểu dáng khác nhau. Và phụ nữ thì bây giờ chỉ có nhiệm vụ là chúng ta cố gắng giữ dáng sao cho nó ở cái tuổi trung niên, thì tất nhiên không thể nào mà đẹp eo như là các cô gái 18 đôi mươi được, nhưng mà chúng ta giữ một cái vóc dáng vừa phải và việc còn lại hãy để các nhà thiết kế lo. Ở cái tuổi của mình, khi bước vào tuổi trung niên thì Thu cũng vẫn rất yêu quý chiếc áo dài, và mình cũng không ngại ngần gì để mà lo sợ là về cái vóc dáng cũng như là cái tuổi tác của mình. Bởi vì các nhà thiết kế bây giờ họ đã có được những cái bộ thiết kế dành cho từng lứa tuổi, và ở lứa tuổi trung niên cũng có những cái bộ áo dài phù hợp với lứa tuổi của mình và phù hợp với vóc dáng của mỗi một con người. Riêng với Thu á, thì Thu rất thích ở một điểm, đó là các nhà thiết kế họ cho ra những bộ áo dài gọi là những bộ áo dài dành cho gia đình. Bởi vì ở tuổi trung niên, những người phụ nữ của chúng ta lúc nào cũng dành cái tình cảm cho gia đình của mình, đó là cho con, cho chồng của mình nữa. Thì ngày nay để mà bảo quản một chiếc áo nó không khó, tại vì nó có quá nhiều công nghệ để mà đáp ứng cái yêu cầu bảo quản. Thì nếu những cái chiếc vải mà không giặt bằng nước đơn thuần được, họ có thể bằng hấp, họ có thể hấp. Rồi có những chiếc áo thì mình có thể giặt tay với lại dầu gội đầu. Cũng như có những cái áo mà họ sẽ có thể giặt máy được bình thường với những cái chất liệu công nghiệp. Và có những chất liệu mà họ có thể bỏ vào một cái lồng riêng, từng lồng một để họ giặt những chiếc áo bằng máy, cũng không có khó khăn lắm trong quá trình bảo quản. Cũng như ủi cũng vậy, thì ngày nay có rất là nhiều phương tiện ủi, từ ủi bằng ủi thường cho tới ủi hơi. Thì có những cái áo thì mình, nhưng bây giờ gia đình họ cũng sắm bằng ủi hơi rất là nhiều, tại vì thứ nhất nó tiện dụng, cái thứ hai nữa rằng là nó đáp ứng được cái sự thẩm mỹ cũng như là cái sự thời gian, yếu tố thời gian nữa. Áo dài luôn là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế sáng tạo. Mỗi độ tuổi đều có các mẫu áo phù hợp. Từ chất liệu, kiểu dáng, họa tiết, màu sắc đều được thực hiện rất tinh tế, tôn vóc dáng, sự dịu dàng, thùy mị của người phụ nữ Việt. Áo dài cho tuổi trung niên tưởng chừng như đơn điệu, nhưng thật ra lại rất đa dạng, đặc sắc. Phụ nữ độ tuổi này có rất nhiều lựa chọn để mình đẹp hơn trong mắt người thân, bạn bè, đối tác. Cái
Kính thưa quý khán giả, phụ nữ trung niên nếu lựa chọn được cho mình một chiếc áo dài phù hợp thì sẽ tôn lên được vẻ đẹp, sự sang trọng và tinh tế, và đồng thời cũng giúp cho các chị em phụ nữ cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp khi gặp gỡ với bạn bè và đối tác. Mong rằng tiết mục nghệ thuật và cuộc sống kỳ này đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ trong độ tuổi trung niên. Xin chào và hẹn gặp lại.